Ôi, con này chắc hơn ký quá. Ôi ôi, nó bự ông nội mẹ ơi. Con này cả ký, ký mấy chục á cả nhà. Quá đã. Trời ơi, trời nó mạnh. Ê. Ê, trời trời. Trời ơi, trời. Cái con hổ ngựa nó bay ra rồi. Trời ơi, trời ơi, ba gắn cái nó hành gắn chừng 2 ký rồi chị ơi. Đúng à. Con hổ ngựa nó bay ra. Tấn chào cả nhà luôn cả nhà. Thì hôm nay Tấn cũng tiếp tục đi thăm bẫy gắn nữa nha cả nhà. Thì hôm nay trời cũng đẹp rồi nè. Nắng rồi. Nhưng mà giờ này cũng hơi trưa rồi cả nhà. Giờ này 10 giờ mấy rồi. Thì Tấn cũng vừa đến cái luồng bẫy nè cả nhà. Cái luồng này chiến rồi thì nó dính được 7,5 ký. Hôm nay thì Tấn tiếp tục đi thăm nè. Cái luồng này 50 cái. 50 năm mấy cái gì đó, Tấn bữa hổm Tấn cũng có dậm vô mấy cái. Nhưng mà cũng có mất lai gai á, 1-2 cái á cả nhà. Thì để Tấn giới thiệu sơ lược về đồ nghề hôm nay nha. Đồ nghề hôm nay thì Tấn đem 50 bịch lúa và dưa leo Tấn cắt sẵn rồi nè cả nhà. Còn đây là cái áo mưa, bộ đồ mưa nha. Để có mưa thì Tấn không có chỗ đục thì Tấn mặc. Còn bảy xe cua thì bể phụ á thì Tấn đem 5 cái và 40 con chuột. Thì bể phụ Tấn cũng có để chuột lúa dưới dưa leo sẵn này cả nhà. Thì đến đây cũng tới cái đầu tiên rồi nè, để Tấn vô Tấn thăm. Để Tấn thăm rồi coi coi cái này có dính không. Cái này kỳ rồi. Là nó dính được con gắn 6 lần mấy. Rồi mất tiêu cái bẫy rồi. Rồi ai lấy mất tiêu cái bẫy rồi cả nhà. Mất tiêu cái bẫy rồi, lúa còn nè. Rồi xong hàng luôn. Cái đầu tiên mở hàng kiểu này là bệnh tình luôn. Đại ca hay quá. Rồi để Tấn đi thăm tiếp cả nhà ơi. Đây đại ca thứ hai rồi nè cả nhà. Bởi vì Tấn rất là ngại mà quay những cái đó không dính đó. Cái này chắc chết chuột cái gì vậy? Chỉnh nó lên coi nè. Ờ còn chuột. Tấn chờ nó lúa chứ ấy nè. Tới cái thứ sáu rồi nè cả nhà. Nãy giờ chất quốc không rồi cả nhà. Cái bẫy đâu mà trời. Thật giờ hết biết mình thăm luôn à. Rồi không thấy phân phướng gì chân nữa rồi. Ờ dính được con hành nhỏ nè. Tao tao thấy nhỏ xíu à. Rồi vô không ăn nổi chuột luôn. Rồi tao đặt lại cái bẫy khác cả nhà. Bữa nay chắc tiêu rồi quá. Tình hình thấy không im mà. Không khả quan à. Bữa nay chắc mất mạng rồi quá cả nhà. Nãy giờ 8-9 cái gì rồi. Chất quốc không. Tao thấy có phần nó ỉa rồi. Trước luôn nè. Này nó bắn bay ngoài luôn nè. Mặt hàng gì đây. Ồ con hành. Ồ con hành cũng chặn nè cả nhà. Nhà thấy không, nó lú ngoài này luôn nè. Nhất không? Ồ nhất. Nhất hay hai con gì kì vậy? Hay là hành cặp? Để Tấn coi coi. Có mấy cái đầu. Một cái đầu. Giống hai con đó cả nhà. Một cục bành kì nè. Tấn nghĩ là hai con đó chứ một con đâu có kỳ vậy. Cái con này hành nhì mà chắc đâu có nặng. Cái này nặng lắm nha. Nè. Tấn nghĩ là hai con á. Chứ một con đâu có nặng dữ vậy. Nặng dữ lắm nặng. Rồi để Tấn đặt lại cái bẫy mới nha cả nhà. Cái này bữa nay không dính nữa thì chắc Tấn cuốn luôn quá. Thầm 3 cử rồi. 2 cử rồi. Đặt chỗ này ngon hết biết. Trời ơi không thấy phân phướng gì trơn nữa rồi. Chất quốc nữa rồi. Trời ơi dính được con thành 3 nè. Này chắc chuột chết rồi. Nó còn hơi nó vô quá cả nhà. Nè. Hầm nó có dính.
này chắc chuột chết rồi quá. Chuột chết rồi. Còn cái hơi á nó vô nha cả nhà. Để con đặt lại cái khác đi. Tình hình bữa nay thấy gì kỳ quá. Nãy giờ không có con rắn nào bự chứ. Cái này tăng lội vô hơi xa. Đó, có phân nè cả nhà. Cá phích nè. Mặt hàng gì đấy. Hành nhất đó. Trời ơi con hành. Nhì hay gì nè. Biết được nhì không đó nè. Đầu kiến bụ quá. Hành ba nữa quá. Ở nó ăn con chuột cái bụng còn trống bóc rồi cả nhà. Hành ba rồi. Để thằng đặt lại cho bẫy mới nha. Rồi gốc. Bữa nay tình hình thấy không im rồi. Trong đây cái cũng chưa từng biết dính là gì nữa nè. Bởm nước nó ngập ở tấn đặc nó hơi cao. Lú cái bẫy ra luôn rồi. Đâu chưa? Anh gu kìa. Trời ơi ta coi nè. Cái này bị bắt gắn hay là gì mà cái hôm quá trời vậy. Cái này chắc bị bắt gắn rồi quá cả nha. Nè. Chứ mà con rắn nó quậy cái hôm kiểu này là đâu phải quậy như vậy. Chứ con rắn nó đâu có quậy kiểu này đâu. Con rắn nó quậy là mấy cái đầu hôm nó quẹo hết trơn à. Ủa này đi mấy xu huynh lưỡng rồi. Ôi trời cái hôm bẻ hôm tét tàn quạt luôn. Thôi rút cả nhà. Kiếm chỗ khác đặt. Ở đây cái nữa nè cả nhà. Chuột bữa nay yếu quá chắc chiến sao chắc chết chuột hết trơn luôn á. Trời ơi thấy phân phướng gì trơn à. Trời ơi dính bằng ngựa. Nè bằng ngựa nè. Trời ơi một. Để thân đặt lại cho bẫy khác cả nhà. Được mấy con rồi cả nhà, bắt ra cả nhà. Dính bữa nay mấy mặt hàng gì đâu không à. Chít chít không à. Cái này chắc một cặp quá. Tân gỡ ra thử coi phải một cặp không. Thấy nặng lắm nè. Chứ con rắn này nhỏ mà nó đâu có bự đâu mà nó nặng như vậy. Con cặp chắc cặp nhì quá. Đợi con cặp rõ ràng. Đây con cặp nè. Cặp rắn này cặp nhì rồi cả nhà. Rồi để bắt ra. Tranh thủ bắt ra. Đi thăm tiếp. Đúng 4-5 con gì rồi. Chút chút không. Bữa nay thấy tình hình thua rồi. Mới vô cái đầu tiên mất là thấy ổng im rồi. Con này cả 4 lạng à. Hai con này cũng xứng đôi vừa lứa thôi ha. Con kia cũng chắc cả 3 lạng mấy 4 lạng nữa cả nhà.
thất rồi mà còn bị bắt rắn nữa. Để ra đi hồi giải quyết sao. Trời ơi, cái bà này trúng đâu vô cái bọc vậy. Mini không à. Trời. Con chuột nó cắn cái đuôi banh nhỏ, banh cái đuôi nhỏ rồi. Để tao cứu mày. Vô đây đi rồi tao cứu mày sao. Chuột ngồi thinh hổ chắc ấu chắc thú gùm luôn á. Ủa nó ăn con chuột cái bụng coi nè. Vô đây lặn hỏi nó ấu ra hả cả nhà. Này chắc nó mới dính đầu hôm thôi. Tự nó ỉa. Được cái máy rồi đó. Tìm con hổ hán nữa nè. Trời ơi xình nhảy gì không. Hẹn gì cái lợp nó nặng bà khổ. Thuyền gò chạy nhiều quá từ này chết rồi. Ê, trời trời trời. Bà nội nó. Trời của nó ỉa. Tát chút xíu vô cái bản mặt rồi. Mấy cái con này làm gối không. Gối đỡ hình hết. Vô. Rồi để Tấn vô chuột với Tấn đi thăm tiếp nha cả nhà. Có dính tiếp á, Tấn quay lại chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà mình xem thấy hay á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Tại vậy chứ cũng cả ký gử rồi đó. Mười mấy cái, 20 cái gì rồi. Bữa nay chắc tình hình nhờ khúc sau quá cả nhà. Lúc sau mà nó không chạy nữa thôi chắc tiêu luôn quá. Đây cái này nè cả nhà. Cái đằng kia bị con rắn nó nuốt luôn cái bẫy rồi. Trời không thấy phân phướng gì trơn rồi. Chết quớt nữa rồi. Ờ dính 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 còn nhật còn nhật còn nhật. Cái này hồi chiên rồi là nó dính. Cái đánh thăm cái cử đầu tiên nó dính được con nhất nha. Đây nè. Chắc này cặp quá. Con này chắc là tầm 7 lạng đó nha. Đây. Cái da này. Đây là lú đầu à nè. Con này 6 lạng mấy 7 lạng à. Rồi, để Tân đặt lại cái bẫy mới nè.
cái ngồi nói hồi bị ăn cái bẫy nữa. Ủa, cái này không có chuột. Này chặt cả lá dục lên vậy hẳn biết. Rồi không thấy phân phướng gì luôn. Trời dính được con nè. Cái này mới dính quá. Con này nằm mát rồi. Được nhì không? Chắc cũng có thể được nhì à. Cũng được, cái này thăm mỗi cái mỗi lần luôn, mỗi lần mỗi dính luôn cả nhà. Con bỏ lên đây. Mấy cái này mới cuốn, cái này đằng kia thăm ba bốn cử không dính con gì chứ. Chứ đây cái này nè cả nhà. Gió quá nói chuyện biết nghe không nè. Ở trong lỏng hết trơn luôn. Ồ, cái này đã có phân giá bay ra ngoài luôn nè. Hàng gì đây? Hành nha, đừng có hổng nữa nè. Trời, không hành nè. Con này con hành nhì đó nha. Rồi, đợi Tấn đặt lại cái bẫy nè. Đây cái nữa nè cả nhà. Được, có phân nè. Màu trắng trắng mà. Ôi, cục phân gì có chút ép vậy trời. Trời cả nhà thấy không? Đồ nó ỉa gì dài dưới đây nè cả nhà. Đây gì đây? Trời ơi, còn hành nhì nữa cả nhà ơi. Nè. Thấy không? Con này nhì nha, con này có 4 lạng nè. Để Tấn đặt lại cái bẫy mới nha, ngay đường đi. Tấn thăm trong cái vườn vũ sữa bữa hổm nè cả nhà. Ôi ơi, sao nó rụng dữ vậy? Ồ, nó nứt đít nè. Nứt đít nó rụng quá trời luôn nè cả nhà. Chắc cái này mưa quá trời chứ vậy. Nè. Ồ, nó rụng tè le chứ. Ồ, trái này nứt đít luôn rồi nè. Còn trên cây mà nứt đít nè. Ủng quá. Đây cũng tới cái bẫy của Tấn rồi nè. Trái này không biết có ghét gì không. Đặt hình như thăm hai ba cử gì mà dính được con rắn ba hả cả nhà. Trời ơi, bịch lúa nó đẩy ra nè. Hay là chuột chết nó đẩy. Trời ơi, dính rắn ba. Dính rắn à, chút ép à. Vậy cũng vô ăn chuột của tao cho được nữa. Rồi, để Tấn đặt lại cái bẫy khác nha cả nhà. Được mấy con là để bắt ra luôn cả nhà ơi. Bắt ra cho có 7 xe cua cho nhiều nhiều ra để thăm cho nó lẹ. Ở đây mát mà. Được con nhất, 2 con nhì, 3 con nhì. Giờ 1 con gắn 3 nha. Nhất này ra trước rồi. Coi được có mấy lạng. Gió quá nó hơi ồn, cả nhà cũng thông cảm nghe cả nhà. Gần Tết là gió quá trời gió. Được 7 lạng không? Ồ, con này hơn 7 lạng nha cả nhà. Cỡ 7 lần. Trời ơi nó ỉa. 7 lần gử á. Tấn đoán cũng tầm đó chứ hả, chứ cũng không tệ đâu. Trời ơi. Cả 7 lần gử. Ba con gắn nhì nữa. Dạ, trời ơi, chị nó nằm. Cái khúc đầu chất quốc à. Nhờ được cái khúc này. Với cái đoạn sau không biết làm sao. Sớm giờ chắc cũng cả 2 mấy cái rồi đó cả nhà. Nửa luồng rồi đó. Ý
dĩa gì thì ớn ăn luôn đó. Đây nhì nữa nè, không có nhất thì cũng có nhì, cứu khổ cứu nạn chứ. Để thôi, bể đầu tiếp tục. Chung ra em ơi, con này chắc tầm có 4 lạng. Hết này chắc cũng được 3 kg rồi đó. Chuột bữa nay Tấn đem theo chuột nó yếu quá cả nhà, không biết là tới cử tới thăm sao đây nè. Tấn sợ nó chết chuột, yếu quá chuột nó chịu không nổi. Ơi trời trời, sao chúng rồi, nó chúng vô đó nữa rồi. Bà mẹ nó không. Đi ra không muốn, muốn vô không à. Sao mà tọt hay thiệt. Chúng ra, ừ chúng ra. Đồ con rắn này nó, nó bị dính lứ gì cái đầu có tật nè. Mà nó liền rồi. Chắc nó bị đâu hồi nhỏ hay gì. Con này có 4 lạng rưỡi á. Con này bự lắm nha. Mẹ vô mặt tao cái được chết mày đó. Nhờ khúc sau nó cứu vớt cả nhà. Gắn ba, không có gắn nhất thì bắt gắn nhì với gắn ba. Trời ơi, cũng 3 kg rồi đó, 2 kg mấy à, 2 kg mấy 3 kg cũng im. Nhờ khúc giữa giữa vậy nó cứu rồi. Tấn tạm dừng clip nha cả nhà, để đi thăm tiếp có dính á. Tấn quay lại chia sẻ cho cả nhà mình xem nha. Cả nhà mình xem hay á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Cái này bữa hổm nó quậy banh hổm trơn nè cả nhà. Chắc gắn hổ hèo quá. Hổ hèo, hổ dện, hổ trâu. Ồ có phân nè. Đây chắc mặt hàng không bự rồi. Còn phân này là thấy tự ái rồi. Ồ. Ồ gắn nhì cả nhà. Hành nhì nè. Con này tầm chừng 4 lạng mấy, 5 lạng. Kệ cũng vớt giác lại được phần nào. Để con đặt cái bẫy mới vô nha. Đuột sĩ à chết. Lúa ở đây nó cũng chỗ rồi nè. Trong đây cái này nè cả nhà. Trời, cái phân phướng gì trơn, chết quớt rồi. Con nặng nặng nè. Ồ được con hành nè. Ồ được con hành nhì. Con này chặt tầm cả 3 lạng mấy. Con lạng mấy 4 lạng gì. Rồi nó mới ăn con chuột bụng còn trong bóc. Sao ỉa yết gì. Rồi để Tấn đặt lại cái bẫy khác cả nhà. Tranh thủ đi thăm còn 10 mấy cái nè. Đây cái Tấn mới dậm sao cả nhà. Trời có phân nè. Đâu rồi, sao con hành chà bá. Chà bá luôn cả nhà ơi. Nè nè Tấn, phân nè. Hít nè. Nè. Qua đã. Trời ơi, con đã. Ôi rồi rồi coi nào, mèn ơi. 2 4 4 ô. Con này chắc cả 9 lạng nha. Hàng whip nghe. 9 lạng nghe cả nhà. Qua đã rồi. Để Tấn đặt lại cái bẫy mới nha cả nhà. Trời trời đã coi nè, một cục thù lưu nha mọi người.
Quá phê quá phê. Con này có 9 lạng lên cả nhà, cái đầu thôi kìa. Dạ trời, kiến cáp. Rồi để đặt lên bên mới cả nhà. Ngồi nấu hoài. Trời ơi anh Hậu ơi, anh Hậu. Ngon lành cành chanh anh Hậu ơi. Nhường cho em nghe. Rồi để Tấn bắt gắn ra cả nhà. Để phàn phàn để lấy cây cần cân thử con gắn này coi. Được nhiêu. Con này tầm chừng 9 lạng rưỡi chứ gì. Có cây cân quyền thoại nè. Cái cân này Tấn thấy cân nó cũng tương đối chính xác đó cả nhà. Cân cái lòng nha. Rồi một hồi bắt con gắn ra rồi tính sao. Đây không không nè nha. Một ký lô cái lòng với con gắn luôn là 1,2 kg nha cả nhà. Đây hàng whip. Có đá lởm chởm Tấn để nó cũng hơi ấy. Để im im cái máy quay kìa. 1,2 kg. 1,2 kg. Rồi để Tấn bắt cái con gắn này ra. Cái cần cái lòng lại. Cái lòng thường nó có bịch lúa đâu nó. Rồi không có biết đường bao nhiêu. Để dính mấy gắn nhỏ nhỏ, 2-3 con nhỏ nhỏ Tấn thả bắt thả luôn rồi cả nhà. Nãy ở đây có nó dính một cặp hay gì nè. Một cặp hay một con gì nặng hết biết chưa đó. Nay chứ cửa nhà người ta là Tấn không có quay được á cả nhà. Ủa đâu rồi. Nay chứ cửa nhà người ta là Tấn không có quay được. Để bắt gắn ra cài. Cô lĩ vậy. Cái này ta bắt ngay đường đi. Quá trời con trời nó. Ôi, ôi con này chắc hơn ký quá. Trời ơi nó bự ông nội mẹ ơi. Con này cả ký, ký mấy chục đó cả nhà. Quá đã. Trời ơi trời nó mạnh. Ê. Ê trời trời. Trời trời. Cái con hổ ngựa nó bay ra rồi. Trời ơi trời đủ quá ba. Con hổ ngựa nó bay ra nó nằm trong mình vô mình luôn rồi. Điện ơi. Trời ơi. Đâu mà 2 kg vậy? Bằng nãy bắt dính nè. Ê. Ê. Trời trời nó ỉa mình mẩy thú quắc cả chân luôn rồi. Quá luôn rồi. Ê, trời ơi. Chừng ký mấy sao có con gắn nó chừng ký mấy chục à ký nhiêu rồi đã có gì đến hồi đi rồi em đang quay em không có nấu giá được có gì em làm YouTube á để Tấn cần cái lòng lại nha. Ủa sao mất tiêu rồi hải hùng luôn trời mới dính cái gì mới dính là đây hả. Đây không không nè nha. Không không nha. Để ta làm không này có được nhiêu. 200 g nãy 1,2 kg mấy. Còn gắn ký hả. Còn gắn ký mười mấy gram hả. Đây là 200 g đúng luôn nè cả nhà. Thấy không. Rồi để Tấn tranh thủ bắt mấy gắn kia ra. Mày á thú quắc mình mẩy. Ồ thấy ớn. Cái này 2 con. Tua này từng rồi nó cũng dính 7 kg mấy á. Gắn này gắn nhì. Còn con gắn 3 nữa. Tháng này thì nó chạy gắn cặp. Cũng có lai gai nãy giờ được 2 cặp rồi. Ê tung ra em.
Lá hái trái. Cái này gắn ba. Đây được con gắn nhì nữa nè. Trời ơi, nó ỉa thúi mình mấy thú quắc. Ở đâu rồi vậy? Em ở bên Bình Minh á. Gắn này bốn lần mấy á. Ỉa, ớn chết. Trời ơi, nó ỉa. Trời ơi. Có hai ông anh trai cũng đi ngang không thấy nè. Ông ghé lại ông coi. Còn đâu chắc cũng 7-8 cái gì nữa à. Bình thường á có con ký 2, ký 2 mấy. Ông anh hình hồi nãy à, ổng dính là một con 1 ký luôn 2 mấy á. Ông mới chụp hình ông gửi cho em coi nè. Cũng đang đi thăm á. Gắn ký 2 mấy là vô là vừa cái lợp này luôn à. Hên đặt đụng không hay nhân liên lên hoài đó đụng mẹ. Thì hên thôi chứ. Nó cấp lắm mà lên làm gắn là nó thăm hết. Thì nói chung là anh em đi đặt thì hên xui thôi chứ. Cái bẫy của em nó nhỏ thì em dễ nhét mấy chỗ mà người ta không ngờ á. Nhưng mà nó cũng mất quá trời mất anh ơi. Chứ ở đây vậy người ta đặt chốc rồi người ta đặt bị nó ép rồi. Dạ. Thì cũng có mất lai gai em thăm bữa nào nó cũng có mất hết á. Bữa mất 4-5 cái. Mấy ngày qua thăm lần ngày không thăm. Em giáp tận em mới thăm. Bữa mất 4-5 cái, 2-3 cái gì tùm lum chân à. Rồi, để Tấn vô mồi rồi Tấn đi thăm tiếp nha cả nhà. Có dính Tấn quay chia sẻ lại cho cả nhà mình xem nha. Tấn tới cái luồng bẫy mới rồi nè cả nhà. Cái luồng này Tấn mới đặt. Thăm cử này cử đầu tiên luôn. Ồ, dính hành nè, có phân rồi nè. Không biết hành bự nhỏ, ừ hành ba cả nhà nè. Để Tấn đặt lại cho bãi khác nè. Cái này còn có cái nữa hả cả nhà? Hết rồi. Mấy cái này cũng hiu thấy bà. Cái này chỉ ngờ nó dính được gắn ba nè. Cái này, đâu có bẫy đâu rồi. Trời ơi, còn chuột lú cái đít kia luôn. Hết 7 rồi, còn con cái nữa hà. Đây, cái cuối cùng. Cái cuối cùng có cứu vớt được gì không? Có làm ăn được gì không? Rồi không thấy phân phướng gì luôn. Tình hình này chắc nghi chắc chết chuột quá. Trời ơi còn. Bạn đồng hành còn. Rồi để Tấn cho nó bịch lúa với khúc dưa leo nha. Ăn dưa leo thì ăn tráng miệng nha. Còn được con rắn ba nè cả nhà, bắt ra luôn cả nhà. Được con rắn ba. Rồi Tấn sẽ kết thúc clip luôn. Hết 7 rồi. Chù chắc cũng cỡ 5-6 kg gì à. Bữa nay mà đón được 5-6 kg là cũng dữ lắm. Tấn lấy cái cần ra. Ủa, cái cục pin nãy bỏ vô đây đâu mà trời. Đây. Cái này cái hộp để máy nha. Đây nó cũng ngay cái đường đi. Tấn ngồi Tấn bắt ngay đường đi xong à. Đi nó sạch sẽ. Trời. Mắc cỡ thụt cái đầu vô rồi. Được gắn ba cuối cùng 6-7 cái dính được con mà
nó chạy là nhờ khúc giữa, cái đoạn giữa, chứ cái đoạn giữa nó không chạy thì thôi cũng hiểu chuyện luôn rồi ha. Tấn cột lại rồi Tấn cân thử coi được nhiêu và Tấn kết thúc clip. Cái cân quyền thổi nè, đây không không nghe cả nhà, trời nắng vậy, 7 ký 7 ký 4 3 3 mấy tư gì cả nhà, nặng quá. Ủa sao nó chở gì không không rồi, gì kỳ vậy, cái cân này để Tấn tắt rồi Tấn mở lên lại. Đây vô ký rồi nè, nè không không nè nha, không không nè nha cả nhà. Bảy ký ba. Ủa sao cái cân này bữa nay nó bị ba chình ba đĩa vậy? Ê bạn, cái cân này nó bị gì trời? Bị tào lao rồi. Thì nó nhảy hoài vậy, nhưng không đứng lại cả nhà ơi. Thì cũng 7 ký mấy đó. Trời ơi, làm chắc thôi chắc sủi cái tay luôn quá. Tao gỡ cục pin ra. Sao gì kỳ vậy? Cân này nó đói bụng hay gì mà. Tấn cũng đói bụng chết, sáng giờ có ăn gì đâu. Đây không không rồi nè. Cái ba mấy á, cho 7 ký đi, tao thôi cân hoài họ giết chắc chết luôn á, dở lên họ giết muốn sủi cái tay vậy. Đây cục đã lắm nha, cũng 7 ký mấy đó nè, rồi rồi nó đã có con cắn bự rồi nè, còn ký đây nó nằm nè. Rồi à, thì Tấn cuối clip á, Tấn cũng xin cảm ơn cả nhà mình và cô chú anh chị và tất cả các anh em đồng nghiệp á, Bảy Gắn và anh em đồng nghiệp Bắc Ông đã xem và ủng hộ cái kênh của Tấn á, trong suốt thời gian qua nha cả nhà. Tấn hẹn cả nhà mình những clip tiếp theo nha cả nhà.